quay lại, đếm đi đếm lại vẫn thiếu 5 tờ. Này, hả? Tiền con để trong cốp, cụ có chót rút lõi đi để hút thuốc lào không đấy? Tôi nói thật với anh nhé, tôi cũng nghèo thì nghèo, không bao giờ tôi làm cái trò mèo đấy nhá. Này, đây, túi đây, làm gì có tính nào? Ồ, hay nhỉ. Cụ có chót lấy thì con có giết được cụ đâu mà có gì mà cụ phải dỗi. Nhưng mà anh nói thế thì khác gì tôi là thằng ăn cắp. Cắp kiếp gì rể. Mà thôi, anh Campuchia đi, để tôi còn về đây. Tôi đấy chẳng bám đít anh. Mà này, con nói với cụ thì con cũng điên lắm rồi chứ. Đừng để thiên hạ người ta cười vào mặt chơi. Nhưng mà anh nói đi. Im, chờ hết, không phải nói gì nữa. Thôi thôi, sáng sớm này ra hai cụ cháu làm cái gì mà căng thẳng thế? Vào đây uống nước đã. Rồi. Đi vào đây, căng thẳng quá. Thôi. Cái gì thế này? Ba. Đây. Rồi. Bà My cho đặt nhờ cái biển quảng cáo đây nhá. Cái gì này? Đoành à? Ôi dồi, này, bây giờ cái thằng cụ trẻ đoành lại làm cai thầu xây dựng à? Ôi dồi, quách phép nhờ. Này, nếu mà có khách thì bảo gọi điện cho tôi nhá. Gọi điện à? Ừ. Thế nhưng mà... tôi chi hoa hồng nhớ nhá. Đấy rồi. Uống nước đi. Đi còn ngồi đấy làm gì? Anh đi đi, tôi đấy đi theo đít anh. Thế cụ có đi chia tiền không? Hả? Cụ đi chia không? Hay là tôi mang đi vứt nhá? Tôi vứt luôn đây này. Này, được. Phí. Đưa chị. À đúng rồi. Thôi. Cho luôn bà Tiêu. Không cho đâu, tôi đi. Đây, cho luôn bà 200 triệu nhá. Thôi, để tôi đi, tôi đi, không phải cho ai cả. Thân lửa ưa nặng, đời chưa thằng nào chia tiền nhá. Đi. Đi. Bà ngoại thật cú tóc nghe đây. Cái gì vậy? Từ nay cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với gia đình nhà thằng Tích. Ôi dồi ôi. Này, thế hai ông lại có chuyện gì à? Nó vừa cướp công trình của tôi. Hả? Mấy tỷ đấy. Cái gì? Mấy tỷ á? Chứ còn gì nữa. Ôi dồi ôi, sao mà lại khốn nạn thế cơ chứ lị. Chính vì thế cho nên phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với nó nhá. Để anh cầm ba lô cho. Không cần nữa. Ra cái thể thống gì cả. Ô, này, ông đi đâu ấy? Tôi đi trả thù. Ơ, cho tôi đi với. Tôi trả thù theo công nghệ 4.0. Bà update đâu mà đi trả thù. Úi giời, cụ lão sự kìa. Úi giời, cái lão này là lão bị động kinh à? Phanh. Vứt chết cái cục cháu mày. Nó sẽ chết. Tao cho nó chết. Đấy. Chơi đuổi. Tích. Xuống xe để cho tôi hỏi tội. À, tôi có tội gì? Ông có tội nhá. Xuống xe. Này tôi nói cho ông biết nhá. Ông là thằng ăn cắp nhá. Tại sao dám cướp công trình của tôi? Im. Ông nói to thế để làm gì nhá? Ở đây có ai mà ông nói to thế? Tôi nói cho ông biết nhá. Tôi nhắc để cho ông biết luôn nhá. Chủ nhà nó đang khen tôi đứt lưỡi ra kìa nhá. Không cần biết. Tóm lại lãi suất được bao nhiêu? Gộp lại rồi bẻ đôi câu thơ mỗi thằng một nửa. Cái gì? Chia tiền cho ông á? Chứ còn gì nữa? Ôi giời ơi, xin lỗi ông đi nhá. Đây là tôi đi làm thuê ở đó bạc ở mặt nhà xu nào đâu. Cụ Đoành, người lớn đang nói chuyện, cụ không được nói leo nhé. Này, đã thế tôi bài ngửa với ông luôn nhé. Tôi lãi đợt vừa rồi là 100 triệu nhé. Nhưng mà chả hiểu sao tự nhiên lại bị thằng nào rút lõi mất 5 tờ.
vị chi là 2,5 triệu. Còn lại tôi với ông cứ đôi nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, cả một cái công trình mà tôi vật vã đến như thế, như là công trình thế kỷ, tại sao lại có 100 triệu? Này, tôi hỏi nhá, đến tôi mà ông còn chơi đều như thế, thì thử hỏi, liệu ông còn tốt được với ai trên cái cõi đời này hả, ông Tích? Thôi rồi, nếu ông đã nói thế thì tôi sẽ tốt với ông, nhá. Ừ. Tôi bây giờ, tôi sẽ đưa cho ông cả 97,5 triệu này, nhá, ông cầm đấy, nhá. Nhưng với một điều kiện, là tôi với ông phải về đưa tiền trước mặt bà Sự, nhá. Trước mặt bà Sự? Ừ. Được. Mời ông về cho tôi. Tôi sẽ nói thẳng với bà Sự rằng ông chính là thằng tài trợ tiền để mông má ngực cho em Mượt nhá. Ông đồng ý không? Thế thì thôi. Ông vừa nói cái gì? Thế thì thôi. Ông nhắc lại lần nữa. Thế thì thôi. Tôi đã ghi âm cả vào đây rồi. Ông nghe lại đi. Ông chính là thằng tài trợ tiền để mông má ngực cho em Mượt. Thế thì thôi. Ông vừa nói cái gì? Thế thì thôi. Ông nhắc lại lần nữa. Thế thì thôi. Đấy. Nhá. Không lấy thì tôi cầm nhá. Có cái gì đâu. Xài ấy nhá. Thế nhưng mà... Im. Chấm hết. Không ai nói gì nữa. Các vị trí của tôi đây. Ông có thể tham khảo. Nhá. Rồi. Ta đi cụ. Thế thì thôi. Trời ơi. Đùa với thằng này. Quay mãi. Rồi, bye bye Sự nhá. Đi nhá. Đồ đều. Cai thầu xây dựng. Đoành. Hai cụ cháu rồi thằng này. Mất dạy thật. Rồi. Sẽ biết tay tao. Alo, vợ Đoành đấy à? Anh Sự đấy. Anh đã bị đội thám tử của thôn bắt được. Ông đưa em ra. Ăn chơi quá trời. Con quá giỏi đấy nhá. Con ngồi xuống đây. Sau này ông sẽ huấn luyện cho con trở thành thám tử nhá. Con chào cụ ạ. Chào cụ đi con. Chào đi con. Con chào cụ. Đoành. Ô cái thằng cụ thắc mày. Cụ đánh chết cha mày bây giờ chứ này. Đoành. Cụ ơi cụ. Mà cụ có cái bọc gì mà to thế? Cái bọc này bí mật. Này, Tích ơi, trông thế thôi mà thằng Minh Cám nó gạ mãi nó mới bán ấy. Cô giết con đi. Cái gì đấy? Cô thổi tiêu con đi. Anh này là sao đấy? Xe ô tô đâu mà cụ lại đi cái xe đạp như thế này hả? Ôi giời, có mấy cái bước chân để đi xe đạp cho nó nhanh, đi ô tô đến tẩy à? Cụ phải nên nhớ là bây giờ cụ đã sang trang rồi nhá. Cụ đã là chủ thầu xây dựng đoành rồi nhá. Cụ đi thế này thì mất hết cả khách, cụ hiểu không? Cụ ơi, nhà con nói đúng đấy cụ ạ. Bây giờ dòng họ nhà mình nhá đã phát triển đến cái mức độ mà đoành đến như thế. Úi giời ơi, chứ mà cụ cứ đi cái xe đạp như thế này á, thiên hạ ta nhìn thấy làm xấu mặt nhà con đấy. Gốc, anh chị cứ vẽ. Anh chị có bịa cho tôi cái tên gọi là chủ tịch tập đoàn đoành đi chăng nữa thì người ta vẫn biết tôi là thằng đống nát chứ có cái gì đâu. Khổ lắm. Cái dòng họ này nó đã nghèo rồi mà lại còn có cái ông trưởng họ đó là khôn nhất mọi thời đại như cụ. Bà Tích đâu? Bà lấy cho tôi cái bút xóa, bà ra quán của bà My, bà gạch ngay cái chữ đoành đi cho tôi để tôi bổ nhiệm tên người khác. Thôi, nhà chị Tích không phải xóa cái gì cả nhá. Thế từ bây giờ tức là đi vệ sinh tôi cũng đi xe bốn bánh được chưa? Đúng rồi. Cụ ơi, cơ mà cái bọc gì nó lại đùm thế? Chỉ nhà chị để cứ tắt mắt thì đã bảo là bí mật vậy. Thôi, hai bà cháu đi xuống bếp đun ấm nước rồi pha cho ấm trà để hai cụ cháu tôi còn bàn dự án.
nhá, đi. Đi con. Con chào cụ đi con. Con chào cụ, đành. Cụ vào đây. Thằng Minh Cám nó mở thử cho tao mà vẫn kêu choang choác. Báo việc gì gặp gì nha. Đây, cụ xơi đây, cụ xơi con voi đây. Ui giời ơi, có cái đài bằng mắt mũi mà cụ làm cái gì mà kỹ thế à? Thế anh bảo tôi phải bí mật thì tôi phải gói kỹ chứ. Gói dối thì còn gì gọi là bí mật. Nhanh lên. Xong rồi. Ấy. Anh thấy con này đẹp không? Ừ, được ấy. Có cái máy này, mình sẽ ghi âm lại cụ ạ. Khi nào nhá, lão sự, lão ấy mò vào nhà cụ, chúng nó tâm sự với nhau cái gì là mình biết hết. Mà này, cụ có làm đúng như lời con dặn không đấy? Ủa thì tôi làm đúng y như anh dặn mà. Nhưng mà anh ác thật đấy. Anh bắt tôi thức đến tận canh hai, xong rồi lại phải dậy đi giả vờ đi làm. Úi giời, đúng cái lúc cái thời điểm nó buồn ngủ, díp mắt không thể chịu được. Bây giờ thì cụ không phải thức nữa nhá. Con đã ghi âm tiếng gà gáy vào đây rồi nhá. Trước khi đi ngủ, cụ chỉ cần bật cái nút flare nhá, là khi nào tiếng gà nó gáy tè té te lên là cụ dậy nhá. Sau đó cụ đã dậy rồi thì cụ lại bấm vào nút rec rồi cụ đi ra ngoài để nó ghi âm tiếng chúng nó. Cụ nhớ chưa? Tao hiểu rồi. Ấy. Cụ nghe chưa? Đấy, hay không? Đây, con này gáy nghe ngon nhỉ? Con này thịt con phải biết đi. Thịt gì? Thế là cụ dậy luôn, cụ nhớ chưa? Sau đó, trước khi đi ra ngoài, cụ phải nhớ là cụ bấm vào nút rec. Rec à? Ừ. Ấy, cụ bấm vào đấy là nó xóa mất của người ta đấy. Mà sao cụ ngu thế nhỉ? Chắc cái bấm đâu mà gắt gỏng. Lão liếu, tôi đấm cho anh phát bây giờ này. Cô giỏi, cô đấm đi. Tôi đấm thật đấy. Cô đấm luôn đi. Cô đấm đi, không làm là mất cơ hội đấy. Tôi là... đấm. Chưa nằm đã lên canh hai. Lần sau dậy đi nhẹ nhẹ cho người khác còn ngủ.
mẹ cha cái thằng Đoành, thế nào mà nước sạch lại chảy xuống rãnh. Vừng ơi mở cửa ra, anh là Alibaba đây. Vừng ơi mở cửa ra. Ê chết, em đã bảo anh là cánh hai 30 phủ anh quá mà đang này giờ thì anh quá. Khổ quá, nhưng mà thấy Facebook của em đèn vẫn sáng. Anh vào Facebook nhìn ảnh em, anh đã chịu được. Này, quà của em. Ôi vậy vậy của hàng tươi trắng nè bà cơ. Mà rằng anh biết em thích hàng tươi trắng nè bà mà mua tặng nữa. Cái gì thế? Ngắm suốt ngày thấy em ở trong Facebook là chia sẻ này, bình luận cho hãng thời trang nè bà. Làm gì mà anh chả biết. Mà này, sao không cho anh vào nhà luôn đi? Cứ bấm vào đấy là nó phá mất của người ta đấy. Mà sao cũng ngu thế nhỉ? Tao kịp bấm đâu thằng Đoàn tay vào trong nhà gắt rồi. Gỏng rồi. Chạy đi. Đập chạy phát bây giờ này. Rồi, rồi. Tất cả chúng mày nghe tao dặn đây. Thế này, mày chúng mày mới ai? Con không nói cụ. Tao nói mày ấy. Hỗn lão mất dậy, mày dựa mắt nhìn ai? Tất cả chúng mày nghe đây. Khi nào tao bắt đầu live stream một phát là chúng mày lao vào quánh hội đồng ngay. Nhớ chưa? Tới vậy, tao có ý kiến thế này. Gì? Lúc mày live stream ấy, tao nhảy vào đánh mở hàng, xong bọn này mới được đánh. Không được. Sao lại không được? Cụ phải ở ngoài. Cụ mà vào trong đấy, cụ chứng kiến cái hình ảnh nhạy cảm vợ trên nó dưới thì nó cay đắng nhục nhã lắm. Qua nhỉ. Cay đắng nhục nhã tao quen rồi. Mày không phải lo. Này, cụ nhục thì được, nhưng mà cả dòng họ là nhục là không được. Cụ hiểu chưa? Nó ra, nó ra. Nấp. Ai đấy? Thằng Sự. Sao nó ra nhanh thế nhỉ? Điếc cú tội. Đứng lại, giơ tay lên. Thằng Sự điếc, mày đã bị bắt. Chói, bỏ cái đèn pin đi. Thằng mất dạy là đấy. Tao tính nát đây. Ông Tích, này, ông định dở cái trò gì vậy? Kiếm, mày nghe tao hỏi đây. Nửa đêm gà gáy, mày chui rúc, mò mẫm, lăn ngụp, à, mày trườn vào nhà cụ tao nhằm mục đích gì? Này, mày đừng có mà đặt điều nhá. Đây là tao sang làng bên kiểm tra cái công trình xây dựng, xem có thằng nào ăn cắp nguyên vật liệu không. Không phải lươn đâu mà trườn. Bằng chứng đâu? Bằng chứng à? Đối tượng vẫn cố tình ngoan cố nhá. Chính cụ trẻ tao nhá, đã trông thấy quả tang mày trườn vào nhà cụ tao nhá. Nếu mày ngoan mày sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Còn nếu mày hư hỗn láo mới dạy ăn cắp, tao sẽ dùng cơ học quánh gục mày ngay tại chỗ. Mày có tin không? Mày có tin không? Tao biết là mày không tin. Chúng mày đâu? Dạ. Dạ. Khi nào tao hô xẻo một cái là chúng mày dùng biện pháp nghiệp vụ cắt kè tại chỗ. Mày tin chưa? Này,
bằng chứng đâu. À, vẫn cố tình ngoan cố à? Cụ hả? Đối tượng vẫn tiếp tục không hợp tác. Cụ đưa bằng chứng cho nó xem. Bằng chứng gì? Bằng chứng hình ảnh cụ chụp nó. Đưa đi. Anh đánh đố tôi. Tôi như mực cái này chụp ảnh đến thế mà. Tôi chụp mấy kiểu nhưng chả được kiểu nào. Đen ngòm. Cái gì? Cụ không chụp được kiểu nào à? Ui, ui giời ơi cụ. Nào, hình ảnh đâu? Phim đâu? Đúng là cái cụ cháu nhà mày chỉ là cái bà lăng nhăng. Tao nói luôn một lần nữa nhá, từ lần sau mà cố tình một lần nữa thôi nhá, tao cho cả họ nhà mày rũ tủ luôn. Hỗn láo. Mất dạy. Mất dạy. Cụ đã thấy nó nghiệt ngã chưa? Cái họ nhà này nó không nhục đường này thì nó nhục đường kia, toàn luôn hai. Chúng mày nhanh chân lên! Chúng mày nhanh chân lên! Con một đâu rồi? Con một đâu rồi? Con một đâu? Con một đâu? Con một ra đây! Con một ra đây! Ba đánh chân! Ba đánh chân! Nhanh chân lên! Nhanh chân lên! Con ơi ăn đi nào. Một miếng thôi. Con mượt đâu rồi? Con mượt đâu rồi? Ra đây bà đánh ghen. Ra đây bà đánh ghen. Bác ơi có chuyện gì đấy ạ? Vợ em nó đang tắm ạ. Chuyện gì à? Chú nhá là phải biết dạy vợ, nghe chưa? Đàn bà có chồng rồi mà còn lăng loàn. Lăng loàn? Lăng loàn với ai hả bác? Với lão Tích nhà tôi chứ với ai? Cái nhà này này. Cái nhà này lão Tích nhà tôi nó tài trợ vào đây tiền tỷ. Ôi sao bác lại nói thế? Bác Tích đi à? Có chuyện gì mà Mỹ lên thế hả bác ơi? Khổ quá em đang tập. Toàn nước cam nguyên chất đấy. Có thấy mắt da mắt thịt không em? À, chị đây mà đánh ghen nhá, là lịch sự nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Sợ chưa? Sợ rồi. Sợ rồi thì giờ ngay chị phỏng vấn đây. Chị đây nhá, đã phải cay đắng để mất đất cái mảnh đất này cho em. Đấy, bây giờ khai luôn. Hủ quá với lão Tích nhà chị bao nhiêu lần rồi? Dạ không ạ. À. Câu trả lời cuối cùng của em là không lần nào ạ. À. Không lần? Vâng. Thế bây giờ cái vụ mà nâng mông, nâng ngực hóp má, lão Tích nhà chị tài trợ bao nhiêu tiền? Dạ câu trả lời cuối cùng của em cũng là không đồng ạ. À. Báo cáo chị là cái tiền mà em đi trùng tu bảo dưỡng là em vay của bác Sự ạ. À. Của bác Sự à? Vâng. Ôi trời ơi. Chết 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 rồi. Phen này bỏ mẹ con mẹ Sự rồi. Thế là hóa ra lão Sự cũng hợp hủ hóa vào đây à? Thế này nhá, bây giờ nghe tôi nói đây nhá. Bây giờ như thế này nhá. Nếu mà đã chót hủ hóa tằng tịu với lão Tích nhà tôi rồi thì phải buông ngay, cởi bỏ ngay nhá. Chứ đừng thấy chồng chị nhá, vừa đẹp trai, vừa kiếm tiền giỏi, vừa mới nhom nhem làm tỷ phú được một tí, đã đem cái thân xác mỹ miều ra khuyến rũ nhá. Dạ không ạ, em thề với chị là từ trước đến giờ em không có dính dáng gì đến Mắc Tích đâu ạ, em thề ạ. Nhớ đấy. Các con, về. Ba, thế không lột quần giày áo nó ra, hay là để con cắt tóc nhá. Bình tĩnh. Ba, con quay rồi, có bọt luôn lên Facebook không ạ? Ba đã bảo rồi. Thời đại bây giờ 4.0, mình đánh ghen như thế nào nó phải thể hiện là có văn hóa. Thì con đực nó mới sợ, con cái nó mới khiếp. Nhìn rúm vào rồi đây này, đi về. Rồi ạ. À, nhìn em đấy đang hiếp vào mình mà cứ ngồi rúm vào một góc là thế nào? Thú thật với vợ, lúc họ sang họ đằng đằng sát khí, chồng cũng khiếp lắm. Tôi hỏi ông nhá, thế nếu mà ngày hôm nay chúng nó tạt axit thật vào người tôi thì làm sao? Tạt axit á? Nếu tạt axit thật thì cũng phải chịu thôi, làm nào. Ôi trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này à rồi? Lấy phải ông chồng như gà sống thiến ấy. Ngồi đấy à? Đi vào, tắm rửa cho con, giặt giũ quần áo, phơi sóng lên. Nhưng mà